Chào anh chị và các bạn, hôm nay mình làm trứng chiên nước mắm gồm có 5 quả trứng gà, 3 cái chảo lên bếp cho dầu vào để chiên trứng. Trứng chiên nước mắm này bạn ăn với cơm hoặc với bánh mì vừa ngon vừa nhanh gọn. Chiên trứng này mở lửa nhỏ. Khi trứng vừa vàng bên dưới, cho ra dĩa. Trứng cho ra dĩa rồi nè bạn. Chuẩn bị làm phần sốt, hành tím sắc nhuyễn và hành lá sắc nhỏ. 1 muỗng canh đương cà, 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 3 muỗng canh nước. Nếu bạn ăn tương ớt thì để tương ớt nha, còn mình thì để tương cà. Cho tất cả lại với nhau. Khuấy đều cho tan đường. Cho 3 muỗng canh nước vào. Tiếp tục cuộn chảo này cho hành tím băm nhuyễn vào phi thơm. Khi hành vừa vàng đều cho nước sốt vào. Tùy bạn nấu nước cạn nhiều hay ít nha. Nước sốt này nêm mặn mặn ngọt ngọt. Cho trứng vào. Mình chan nước sốt lên. Anh chị và các bạn thấy hay và hữu ích, bấm chia sẻ và nếu chưa đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình. Mình cảm ơn. Mình chan nước sốt lên một xíu nữa. Cho hành sắc nhỏ lên. Thêm một ít ớt cho cay cay.
Như vậy là xong tắt bếp. Mình chia sẻ trứng chiên nước mắm đã xong. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.